Vâng, đây quý vị ạ. Nếu như Mạnh không nhầm thì hai cái tác phẩm Tùng La Hán này của nhà vườn Hưng Minh chỗ Bắc Sơn đấy, ở xã Tân Lập, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình đây. Đấy, hôm nay bác ấy cũng mang, hôm nay bác ấy bảo mang 3 cây mà. Đây, hiện tại tôi mới nhìn 2 cây. Đấy. Đây là tác phẩm Tùng Đài Loan nha quý vị nhá. Tùng Đài Loan, dòng Đài Loan lá lớn. Họ. Cây này một cái thân củ gốc lên trên này chia ra làm hai thân. Cây này được không anh? Cây này quá đẹp ấy. Quá đẹp à? Và đỉnh lắm. À, đấy, tùng kim cương mà như thế này, kể cả Đài Loan thì Đài Loan, nhưng mà để đạt đến mức độ như này rồi là cũng rất là chất. Chứ bây giờ mà đi tìm một cái cây tùng kim cương của Việt Nam thì quá hiếm. Để một cây đẹp thì quá hiếm. Đây, quý vị và các bạn có thể thấy đúng không ạ? Nhà vườn Hưng Minh này, vườn Tùng Hưng Minh. Tùng Đài Loan ấy, hoặc là tùng kim cương đều được. Quý vị ạ. Cây này là cây trà anh. Trà đợt vừa rồi sốt nên là trà đợt vừa rồi sốt cho nên là các bác ấy mang ra ấy. Mang ra đây các bác ấy trưng bày, gặp khách thì giao lưu luôn. Cây trà gốc rất là to này. Đấy, cây trà này thì cũng đẹp đấy quý vị ạ. Của anh Bảy. Gốc trà này. Chả biết trà này là trà gì đấy. Quay này thì cho quý vị và các bạn ngắm xem là cây trà gì. Vừa rồi sốt trà. Giờ thì hết rồi. Trò chơi kết thúc ngay. Đây quý vị. Vâng đây. Cây tùng La Hán này. Cây tùng La Hán của vườn tùng Hưng Minh của bác Sơn. Bác Sơn ở xã Tân Lập, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Bác ấy mang hai cây tùng đến đây trưng bày cùng với cả các anh em trong câu lạc bộ cây cảnh nghệ thuật Bách Thuận. Đó. Còn đây là cây lộc vừng, cây lộc vừng cổ. Vâng, cứ vào đi. Em quay đầu này ra đầu ý, xong tí em sẽ vào em quay bonsai mini cho các anh xem. Quý vị xem cây không được sờ vào hiện vật thôi, cho các anh ý sờ chạm vào một chút được. Mấy bác này nghiêm ghê. Cây xanh trắng long rất là già. Rất là nhiều nhá. Theo ban tổ chức các anh ấy bảo là có khoảng hơn 200 cây. Hơn 200 tác phẩm. Lớn bé, cả to, cả mini, cả gọi là hàng cắp nách, sách tay đấy. Thì tôi sẽ quay cho quý vị và các bạn. Trời tự dưng lại nắng thế. Ahem.
Đây cái sành giáng long này quý vị ạ. Vâng, giới thiệu với toàn thể quý vị một cây xanh dáng trực. Trực liên chi. À chê à, trực tán tầng quên. Trực tán tầng, từng tán tầng lên. Toàn xanh rồi quý vị ạ. Đấy, toàn xanh là xanh. Cây xanh giáng long cổ đây. Cây này vẫn hơi non. À, bác kia là coi như bác ấy có một bộ ba đấy quý vị. Đây, hai cây xanh tán tầng, à tán tầng với là một cây long ở giữa. Đấy, quý vị thấy chưa? Coi như bộ ba đấy. Bộ ba cây xanh cổ. Vẫn đẹp quý vị nhỉ? Này có nhà cổ, nhà gỗ kê vào vẫn chất, cần gì phải luôn lực đâu. Đây bác ấy có bộ ba, bây giờ tôi mới để ý bộ ba cây xanh cổ. Đấy quý vị và các bạn có thể thấy xem những cái cây cổ, vẫn tôi thì tôi vẫn rất thích những cái cây cổ. Đấy, đây là một trong những cây cổ. Trước nhà ông Thực có một cây như này. Thôi em không sờ vào hiện vật nhá, em để cái này ra đây bên cạnh để cho các anh em ngắm cho dễ. Cây đẹp phải cho khoe ra cho các anh em xem đúng không bác chủ nhân. Đấy, cây xanh ôm đá. Cái này của anh nào đây? À, của anh Giới ở Tân Lập. Đây bộ ba cây cổ bên này, bộ ba cây cổ bên này của bác Chiến. Số điện thoại đấy nha quý vị nhá. Đấy, bộ ba cây cổ đấy. Cây này của anh Tấn. Ừ, cây xanh Nam Điền dáng trực. Đây quý vị nhìn những cái cây cổ như ngày xưa đây này. Tôi vẫn rất là thích những cái cây kiểu bóng cổ như này. Rất là khoái. Chơi những cái cây bóng cổ này nó cảm giác nó không chán. Đấy quý vị ạ. Trực siêu.
một cây xanh dáng trực làng. Ôi giời. Một cây xanh dáng bay. Cây của bác Vũ Văn Thi. Đây có cây khế của bác nào, khế gân. Đây, một cây cổ đây. Quý vị ạ. Đấy, cây cổ này. Của anh nào đây? Cường. Đây có cây ổi rất là nghệ thuật nha quý vị, ổi dáng đổ này. Đấy, ổi của anh Ngọc. Đấy, tôi quay cho quý vị và các bạn. Đấy, cây xanh trực. Cũng tương đối giả. Vâng, cây này cũng là cây cuối cùng kết thúc cái video này. Tôi quay gửi tới cho quý vị và các bạn. Lát tôi sẽ vào tôi quay những cái cây bonsai nhỏ cho quý vị và các bạn nhé. Cây này là cây xem cây của anh nào này. Văn Hiền. Không có số điện thoại, không giao lưu. Gác tạm lên đấy vậy. Đấy rồi. Đây quý vị ạ, cây này có ít thạch xương bồ mọc lên đây nhìn rất mướt. Tiểu cảnh rất đẹp. Kìa, hàng bonsai bên trong kia tí tôi vào tôi quay cho quý vị và các bạn.